Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thật cầu nguyện xin Chúa ban phước cho những ông bà chị em đang trên online cùng dự phần của chúng tôi, nguyện Chúa cũng làm phép lạ dấu kỳ cho tất cả quý vị hôm nay. Trong những ngày kế tiếp, tôi sẽ nhấn mạnh chúng ta đời sống mà dựa trên khải tượng, đời sống thịnh vượng, đời sống lớn mạnh, thịnh vượng và ảnh hưởng. Và để có đời sống thịnh vượng, ảnh hưởng, chúng ta cần có một đức tin và neo đức tin mình thật chắc vào Chúa Giê-xu. Xin mọi người chúng ta trở về chỗ ngồi và chúng ta chuẩn bị nhóm như này nha. Đừng ai chúng ta đi đâu đó, và cũng chúng ta có một cái sự im lặng trước khi nghe lời Chúa. Sứ đồ Phaolô nói thế này: bây giờ chỉ còn có ba điều: đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Đức tin, hy vọng và tình yêu thương có nghĩa là bất cứ điều gì xảy ra trên đời sống của ta, chúng ta phải đặt đức tin chúng ta vào trên. Đời sống của người cơ đốc nhân là đời sống của đức tin. Bất cứ chuyện gì xảy ra trong đời sống chúng ta, chúng ta phải tin. Chúng ta không tin nơi một con người nào đó, mà chúng ta tin nơi Đức Chúa Trời đến hàng sống. Chúng ta tin nơi Chúa Giêsu đấng đã chết và đã sống lại. Và bởi vì Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, nền tảng của cơ đốc nhân dựa trên Chúa Giêsu là đấng được sinh ra bởi nữ đồng trinh Mary. Ngài đã chết và Ngài sống lại, cuộc đời Ngài không hề có phạm tội gì cả, chứng minh Ngài chính là Đức Chúa Trời đã thành người. Và chính vì vậy, Ngài đức tin chúng ta, khi chúng ta kêu cầu với Ngài, chúng ta mong đợi được với Ngài, đức tin của chúng ta sẽ tạo nên phép lạ cho chúng ta. Quý vị phải sống một đời sống không chấp nhận bất cứ điều gì trên đời sống mình mà không dựa trên lời của Chúa. Hãy thuyết phục chính đời sống mình là Chúa Giêsu đang sống, Ngài đang là phép lạ và Ngài muốn làm phép lạ cho tôi. Kinh Thánh cho biết là một ngày kia Chúa Giêsu đi trên đường và Ngài gặp một người bị bệnh phong. Và người bệnh phong đó nói với Chúa: nếu Ngài muốn thì tôi sẽ được lành. Chứ Chúa muốn tôi sẽ được lành. Và Chúa Giêsu nói gì? Chúa Giêsu: ta muốn, hãy làm được. Thì ngay lúc đó cái người bệnh phong được chữa lành. Chúa muốn làm phép lạ cho đời sống của quý vị và tôi. Ngài muốn làm những điều diệu kỳ trên đời sống của quý vị và tôi. Cho nên hôm nay tôi muốn đưa chúng ta bước vào trong đời sống mà mỗi ngày chúng ta sẽ kinh nghiệm được dấu kỳ phép lạ cho đời sống của mình. Quay qua của mình, hãy trông đợi dấu kỳ phép lạ cho đời sống của mình. Dấu kỳ phép lạ của chúng ta không phải chỉ là bệnh tật được Chúa chữa lành. Dấu kỳ phép lạ của chúng ta là Chúa có quyền năng thay đổi những người thân trong gia đình của chúng ta. Dấu kỳ phép lạ là quyền năng của Chúa của thực thay đổi những người ở trong nhìn nhận. Dấu kỳ phép lạ là những cái điều mà Chúa có thể chúng ta, Chúa có thể khiến cho chúng ta thay đổi sự suy nghĩ. Mọi người tín đồ rất là đơn thuần, giống như là Tâm trước đây khi mà đi ra mộ của mẹ của ông John, trời cứ mưa ào ào và Tâm nhân dân Chúa cầu nguyện thì mưa tất cả trong vòng chưa tới một phút để có thể đến ngôi mộ. Chúng ta có nghe Tâm một chút. Chúng ta là được Đức Chúa Trời sinh ra và chúng ta là con người siêu nhiên. Phải không ta? Và tôi muốn nhấn mạnh chúng ta là đừng bao giờ người tin Chúa theo tôn giáo, nhưng hãy tin vào quyền năng của Chúa dấu kỳ phép lạ. Nếu không, đời sống theo Chúa chúng ta thật là phí. Amen. Cùng đứng lên với tôi và đọc cái câu của Thánh tại đây trong Mác đoạn 16, câu 15, câu 18. Mác câu 16, câu 15, câu 18, tập trung. Ngài phán với họ:
hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được cứu. Những ai không tin sẽ bị kết tội. Những người tin sẽ có các dấu lạ này kèm theo. Họ nhân danh ta đuổi quỷ, sẽ nói những ngôn ngữ mới, bắt rắn trong tay hay uống nhầm chất độc cũng không bị hại. Họ đặt tay cho người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Tầm nữa, Ngài phán với họ, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp têm sẽ được cứu. Nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo. Họ nhân danh ta đuổi quỷ, sẽ nói những ngôn ngữ mới, bắt rắn trong tay hay uống nhầm chất độc cũng không bị hại. Họ đặt tay cho người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Là cha con cầu nguyện cho này trong danh của Chúa Jesus Christ, con nhờ cậy quyền năng Thánh của Chúa như này, đem lời của Ngài tác động trong tâm trí, trong tấm lòng, trong sự suy nghĩ của dân sự của Ngài. Để khi họ tiếp nhận này, lời của Ngài sẽ lời thần linh và sự sống. Lời của Ngài sẽ khiến những gì họ tin sẽ trở thành phép lạ khi miệng họ nói ra. Còn cảm ơn Ngài. Con dân chính cho nhân con trong tay của Ngài, xin giấu con trong dòng huyết của Chúa Giêsu. Hallelujah. Để chúng con nhìn thấy rằng hội thánh chúng con trong những ngày kế tiếp, chúng con thấy những quyền năng của Chúa được thể hiện và nhiều người sẽ thấy được dấu kỳ phép lạ trên đời sống của mình, và những ai chung quanh của họ cũng sẽ thấy được dấu kỳ phép lạ nữa. Và cảm ơn Chúa. Và hiệp nhau cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời chúng ta ăn cơm. Dấu kỳ phép lạ là một sự siêu nhiên mà con cái Chúa chúng ta cần phải trải nghiệm. Dấu kỳ phép lạ không phải chỉ là được chữa lành như chúng ta đã thấy. Dấu kỳ phép lạ có nghĩa là dù chúng ta đi qua bất cứ hoạn nạn nào, Chúa cũng gìn giữ chúng ta. Tôi trải qua những cái tai nạn, mà trong những cái tai nạn đó gồm có ở dưới một cái chiếc tàu mà tôi gỡ rác ở dưới tàu ra, bà tôi cái chương trình quen cho này, và tôi cột cái chân tôi vô trong đó để gỡ rác. Bà tôi ở trên này quên rằng tôi ở dưới gỡ rác cho nên không vô số. Tưởng tượng lên hai chân chéo lại nhà để gỡ rác nặng dưới một cái tàu. Nhưng mà khi mà ba tôi nổ máy lên, tôi chỉ biết rằng Chúa cứu con. Thì tích tắc có một cái quyền lực nào đó đẩy tôi ra khỏi, mặc dù phía trước, phía sau đó là bánh lái, tôi không biết làm sao, rồi tôi vừa đẩy ra khỏi. Và trên đó con người nhảy xuống, nắm tôi lại cho tôi. Phép lạ của Chúa bao gồm sự bảo vệ của Ngài dành cho chúng ta một cách thật siêu nhiên. Kinh Thánh cho biết là dù chúng ta đi qua sông, qua biển, nước cũng không lấp chúng ta, chứ qua lửa cũng thiêu đốt chúng ta. Đó là phép lạ. Phép lạ của Chúa là cái favor, cái đặc ân của Chúa trên cuộc đời chúng ta. Nếu ai chúng ta là những người đi học, phép lạ của Chúa, chúng ta có thể được bình thường, nhưng chúng ta có thể nhận được cái học bổng. Hồi trước Vinh là luật sư ở trong hội thánh chúng ta trước đây, học không có giỏi. Nhưng mà cứ lên mình thờ, cứ đánh đàn, hát thờ phượng Chúa. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Một ngày kia, em nhận được học bổng từ trường UWA. Trong khi nhiều đứa được cao điểm hơn em là không nhận được học bổng, mà em nhận được học bổng. Đó là phép lạ. Đó là sự siêu nhiên. Bây giờ này Vinh đã có cái trong phòng luật sư của chúng ta biết. Chúa, Ngài là cha của chúng ta, Ngài yêu chúng ta, Ngài muốn chứng tỏ cho chúng ta là Ngài đấng có thật. Ngài không phải tưởng bằng đá, bằng gỗ, bằng xi măng mà con người đến lại để mà cầu xin được phước. Không phải đợi được cầu xin mà được phước, nhưng mà chúng ta không cầu để có phước, bởi vì chúng ta là con cái của Ngài. Amen. Hãy tin nơi điều này, hãy để ý điều này trong đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể tin cậy nơi Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù hoạn nạn, dù khó khăn, dù bất tố, bất cứ điều gì, Chúa luôn luôn ở với chúng ta. Và Chúa Giêsu được gọi là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Hallelujah. Hãy xác quyết điều này trong đời sống của mình. Quý vị gặp khó khăn, không biết điều gì, bệnh tật, tài chính, con cái, hãy tin mình, Đức Chúa Trời muốn làm được lại trong những chuyện đó.
đừng bao giờ để mình sự nghi ngờ. Càng đọc Kinh Thánh tôi càng bị thuyết phục. Suốt Kinh Thánh, quý vị biết Kinh Thánh là một quyển duy nhất, sách duy nhất, không có một quyển nào trên Kinh Thánh trên thế gian này, không có một tôn giáo nào viết một quyển sách mà từ đầu tiên đến cuối cùng là hiểu tiền các bạn ạ. Không có quyển nào hết đấy. Cái tiền chúng ta một quyển sách nào chứng minh là cái đấng một tinh làm cái đại điều này cái thứ, có cái này cái kia, thậm chí tôi chết sống lại, read in đó. Khi lần đến tôi bị sụp đổ, một tên một em gì họ chiếu có thể giết được tên khổng lồ, chỉ cho tôi biết quyển sách nào trên thế gian này có nhiều giống kỳ các bạn giống quyển sách của chúng ta. Như vậy Chúa hay đánh đá chúng ta tin và thờ phượng không? Chúa đánh đá mỗi đánh xôn được chúng ta vô ta lên ta hát ngợi cho nghe không? Người nào biết thờ phượng Chúa là người đó biết được kinh nghiệm được phép lạ của Chúa. Tôi xin thưa với chúng ta này, tôi tin rằng trong những ngày kế tiếp Chúa sẽ làm những dấu kỳ phép lạ cho đời sống chúng ta và qua chúng ta. Nhưng mà để hiểu được điều này, chúng ta phải hiểu được cái phương pháp của Chúa, cách của Chúa khi Ngài làm dấu kỳ phép lạ. Chúng ta coi cái chuyện đầu tiên của nhân vật đầu tiên, dĩ nhiên có rất nhiều trong câu chuyện Kinh Thánh. Tôi dừng xuống Kinh Thánh, nhưng có người nào có kỳ phép lạ đều có một cái khuôn mẫu giống nhau. Cái chuyện đầu tiên đó là chính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm gì? Chúng ta coi trong Sáng Ký đoạn 1, câu 1 đến câu 5. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Đất không có hình dạng và trống không, bóng tối bao trùm mặt vực. Thần của Đức Trời vận hành trên mặt đất. Đức Chúa Trời phán, phải có ánh sáng thì có ánh sáng. Nghe kỹ đây. Mặt đất vũ trụ này không có gì cả, trống không. Ok. Bóng tối đầy dẫy. Ok. Không có hình dạng gì cả. Thánh linh của Chúa, thần của Chúa vận hành trên mặt nước nhưng mà không có gì cả. Cho đến khi Đức Chúa Trời phán phải có ánh sáng thì có ánh sáng. Khi Đức Chúa Trời không phán thì không có gì cả. Nhưng khi Ngài phán thì những gì Ngài phán xảy ra. Nào, trước khi Chúa phán, trước khi mà Chúa phán điều gì đó thì Ngài suy nghĩ ở trong trí Ngài, Ngài muốn có cái điều gì. Tất nhiên là thông thường chúng ta là con người, chúng ta muốn cái gì chúng ta nói ra đúng không ạ? Ai muốn ăn trưa, ăn phở thì chúng ta nói, tôi muốn ăn phở, tôi muốn vợ tôi nói cái gì, anh muốn món đó thì có món đó, đúng không? Cho nên chúng ta cần suy nghĩ ở trong đầu chúng ta điều gì. Mà Chúa khi Ngài suy nghĩ, nhưng mà do Ngài suy nghĩ không có chuyện gì ra, cho đến khi Ngài phát thì điều đó sẽ ra. Cho nên khi Chúa muốn cả vũ trụ này được hình thành như thế nào thì Ngài có trong tâm trí của Ngài, kế tiếp Ngài phán và điều đó sẽ ra. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời phán phải có ánh sáng thì có ánh sáng. Và sau khi Chúa thấy ánh sáng xong, Ngài nói là ánh sáng là tốt đẹp. Và Chúa phân rẽ ánh sáng và tối. Rồi Chúa nói là gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Hay là buổi tối và buổi sáng là ngày thứ nhất. Và Chúa nói này, phải có bầu trời, có vòm giữa nước để phân cách nước với nước. Đức Chúa Trời nhìn cái bầu trời phán, các nước ở trên vòm, dưới nước trên vòm đều có như vậy. Khi Chúa phán điều gì, Ngài nghĩ bắt đầu điều gì, Ngài phán điều đó thì điều đó xảy ra. Ok. Trong Hebrew 11 câu 1 câu 1 câu 3 nói thế này: đức tin là sự xác quyết những gì mình đang hy vọng, là bằng chứng những gì mình chẳng xem thấy. Đức tin là gì? Là sự xác quyết cái chắc chắn những gì mình hy vọng để có. Bằng chứng giống như một cái khi chúng ta ra tòa nó có một bằng chứng những gì mắt mình không thấy. Và kế tiếp lời Chúa này, bởi đức tin chúng ta biết rằng vũ trụ được dựng nên bởi lời Đức Chúa Trời. Vũ trụ làm sao được hình thành? Có phải tự nhiên nó có không? Không. Tại sao hình thành? Chúa suy nghĩ và Chúa nói ra.
Bởi đức tin, vũ trụ này được hình thành bởi lời của Chúa, là bởi những nghĩ trong trí, và Ngài phán điều đó ra. Ví dụ cái sự suy nghĩ chúng ta là dùng chữ là movement. Cái sự suy nghĩ chúng ta là một cái sự vận chuyển. Chúng ta nghĩ ở trong đầu cái gì? Miệng chúng ta nói ra. Chúng ta nghĩ trong đầu chúng ta là gì? Chúng ta ghét người nào đó, chúng ta than phiền người đó. Chúng ta thương người nào đó, chúng ta nói tốt như người đó. Chúng ta nghĩ gì trong đầu của chúng ta hành động cái đó. Tôi nghĩ trong đầu tôi muốn ăn cái món đó, thì bắt đầu tôi ra xe, tôi lái xe rồi đi. Sự suy nghĩ chúng ta là một mốt của mình, là một cái vận chuyển của vận hành để đưa chúng ta tới cái chỗ mà chúng ta muốn. Cũng tương tự như khi mà Đức Chúa Trời muốn có được Ngài suy nghĩ trong đầu của Ngài và vận Ngài nói cái lời nó ra và bắt đầu cái điều đó nó được hình thành. Ngài muốn dựng lên mọi người, Ngài không phải chỉ nghĩ trong đầu, Ngài nói ra hãy dựng lên mọi người giống như hình dạng của ta và giống như ta, và Ngài nắng mọi người lên thì mọi người trở nên. Như vậy chúng ta thấy được ở tại đây là bởi đức tin chúng ta biết rằng vũ trụ được hình thành bởi lời Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật thấy được hình thành từ những vật không thấy được. Những gì mà chúng ta thấy được ngày hôm nay đến từ sự không thấy được, đó là gì? Tâm trí của Chúa, miệng của Chúa, và Ngài tin rằng những gì Ngài nói nó phải xảy ra, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Amen chưa? Nếu chúng ta không có đi những phép trước thì phép lạ tí là một lẽ thật, mà quý vị phải nắm lấy. Chúng ta coi một người kế tiếp. Người kế tiếp là Môi-se. Môi-se công bố bằng đức tin và kêu dân Israel tiến bước. Muốn có được cuộc sống phép lạ, chúng ta phải công bố mà không được suy nghĩ tiêu cực hay nói tiêu cực. Ok, chúng ta nghe tại đây. Dân Israel được Chúa giải cứu ra khỏi Ai Cập và họ bắt đầu đến biển đỏ. Và cái biển đỏ là cái đường cùng, không cách nào vượt qua được, bởi vì họ cái biển. Và dân Israel lúc đó cả hàng triệu người, không có chiếc tàu nào đưa vào hết. Và quân Ai Cập đuổi theo sau, và khi quân cường Ai Cập đuổi theo sau, và trước đó thì dân Israel đã sợ hãi. Và Kinh Thánh ghi lại như thế này. Họ nói với Môi-se, ở Ai Cập không đủ mồ chôn hay sao mà ông đem chúng tôi vào chết trong hoang mạc. Trong hoang mạc này, ông đưa chúng tôi khỏi Ai Cập để làm gì chứ? Chẳng phải chúng tôi đã nói với ông tại Ai Cập rằng mặc kệ chúng tôi, cứ để chúng tôi phục dịch dân Ai Cập có sao? Vì thà phục dịch họ còn hơn chết trong hoang mạc. Môi-se nói với chúng đừng sợ, cứ đứng vững mà xem sự giải cứu Đức Chúa Trời sẽ làm cho anh em ngày hôm nay. Đừng sợ, hãy đứng vững, cứ đứng vững mà xem sự giải cứu Đức Chúa Trời cho anh em ngày hôm nay. Những người Ai Cập mà anh em nhìn thấy hôm nay thì chẳng còn thấy nữa. Đức Chúa Trời sẽ chiến đấu cho anh em, còn anh em cứ im lặng. Họ đang nói tiêu cực. Chúa đã giải cứu họ ra khỏi Ai Cập rồi, Ngài cho họ rất nhiều của báo rồi, Ngài họ cho thấy được quyền năng của Chúa trên 10 tay bạ cho người Ai Cập rồi, nhưng mà họ vẫn suy nghĩ tiêu cực. Họ nói thà ở đó còn hơn. Và Môi-se muốn làm phép lạ cho họ, Chúa muốn làm phép lạ cho họ, Ngài kêu đi Shalom, cầm nín ra đi, đừng có nói tiêu cực nữa. Một khi chúng ta nói tiêu cực, chúng ta dập tắt cái lạ của Chúa trên đời sống chúng ta. Một khi chúng ta suy nghĩ tiêu cực, chúng ta dập tắt cái lạ trên đời sống chúng ta. Bởi vì đức tin có nghĩa là chúng tin hoàn toàn tuyệt đối, không có nghi ngờ được đó. Khi có nghi ngờ, có suy nghĩ tiêu cực, có sự sợ hãi, có nghĩa là không có tin, và không có tin thì không có phép lạ. Quay qua người bình thường ra bắt đầu không nào sợ. Không nói tiêu cực luôn.
Ok. Rồi kế tiếp Chúa nói gì? Chúa mới nói với Môi-se rằng sao con kêu ban ta hãy bảo dân Israel cứ tiến bước. Nhưng phép lạ xảy đến là một điều gì? Phép lạ xảy đến đó là khi dân Israel câm đứng lại cứ đi thôi. Và Chúa kêu Môi-se vô cái gậy ra và lưỡi mũi đỏ đã rẽ ra và dân Israel đi qua Ai Cập. Những nhà mà khảo cổ học đã tìm ra tại biển đỏ còn dấu vết của những chiếc xe của Ai Cập trong thời đó, ngày hôm nay còn có. Chúng ta thôi mở lên Google chúng ta sẽ xem những nhà khảo cổ còn tìm ra những dấu bánh xe nằm dưới đáy biển. Như vậy cho chúng ta khi mà nếu muốn cuộc đời chúng ta đi trong phép lạ thì không phải chúng ta phải có suy nghĩ tích cực. Miệng chúng ta im lặng không nói những lời tiêu cực và tin cậy nơi Chúa Ngài đứng làm phép lạ chúng ta. Bởi vì cuộc chiến này không phải của chúng ta, cái phép lạ này không phải chúng ta làm, mà ai làm? Chúa làm. Bởi vì ngoài sức chúng ta rồi, chúng ta không đủ khả năng để làm cái này, chỉ có Chúa mới làm cái này thôi. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết khi Môi-se giơ cái gậy ra, dân Israel bắt đầu bước xuống thì biển đỏ đẻ ra và họ đi qua bên kia. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta là dân Israel khi mà thấy cái phép lạ đó, họ sững sờ và họ kính sợ Đức Chúa Trời và Môi-se. Quý vị muốn cuộc đời của mình có những dấu kỳ phép lạ, quý vị thấy rằng cái ân huệ của Chúa trên đời sống mình. Nếu mà chúng ta đi trong video đó có mấy người đàn ông đứng đó, sau khi tôi cầu nguyện cho mấy người trong đó có ba người, tất cả tôi cầu nguyện cho ba người, một người nữa đó là bị ám ảnh tối ngủ không được và tối thường thấy rắn ở trong giấc mơ. Và sau khi tôi cầu nguyện cho bà này xong, thì bà này thấy nhẹ nhàng và thấy được Chúa giải thoát. Quý vị biết không? Có một ông đó, hai ông đó mời tôi và hai mục sư người Campuchia đi ăn. Ồ, bữa đó ăn được ăn quá xá luôn. Đó là sao quý vị thấy tôi được ký. Khi chúng ta có sự sức giàu, chúng ta không thiếu gì cả, luôn luôn dư dật. Khi chúng ta có đức tin, chúng ta không sợ hãi bất cứ điều gì, Chúa luôn luôn chú trọng cho chúng ta. Amen. Hãy chứng minh. Đừng sợ những khó khăn. Biển đỏ nó là những cái giới hạn, nó là sự khó khăn, nó là sự cản trở. Nhưng mà chỉ đức tin mới giúp chúng ta vượt qua thôi. Điểm đó là nói gì? Cái gì mà chúng ta không thể làm được, chứ mà chỉ Đức Chúa Trời mới làm được. Và Đức Chúa Trời làm được do nên sự suy nghĩ trong lòng của chúng ta, nơi cái lượng của chúng ta, nơi đức tin của chúng ta bước tới. Quý vị thấy trong hình nãy tôi cầu nguyện, tôi nhân danh Chúa xuống, không phải tôi đâu. Nhân danh Chúa xuống, nó luôn thắng lên. Trở lại bình thường, giống như Chúa dựng lên. Một người từ cái này xong, ở đây chưa thấy hình bà này, chúng tôi lúc đó thôi, thì không có hình. Mình bà phụng luôn, nhưng mà bà không như thế này, cầm cái ghe nha. Nhưng mà khi mà tôi bước ra, đặt tay lên, tôi bước đi luôn, nghe được cái người. Nếu quý vị muốn cuộc đời mình là cuộc đời sống siêu nhiên, thấy dấu kỳ rất lạ và đi đâu, mình thấy có sự thay đổi đến đó, thì hãy đặt cái tin lên Chúa Giêsu. Thì hãy trung tâm cuộc đời đó. Kinh Thánh cho chúng ta biết cái này trong Dân Số Ký đoạn 14 câu 28 thế này. Đức Giê-hô-va nói rằng ta chỉ chính mạng sống ta mà thề, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta nghe các ngươi nói. Chúa đã ta chỉ chính mạng sống ta, ngày nào ta còn sống với Chúa đến hàng xóm ngày cũng chết. Trên khi mà ngày thề, ngày phải muốn cấm tôi một người ai thề với mượn cho đến cao với mình thề. Và Chúa không có ai lớn hơn Ngài cả, chứ Ngài chỉ chính nhìn nhà Ngài thề. Ngày nào ta còn sống, ta thề như thế này, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo những gì ta nghe ngươi nói. Nó tốt thì tốt, nó xấu thì xấu, tự rủa mình thì đáng chịu. Chúc phước cho mình thì sẽ được chúc phước. Chúc phước cho con cái mình thì chúc phước. Còn nói con cái mày ngu mày dở thì đáng chịu, mai mốt mày ngu mày dở đáng chịu. Cái chữ mà chữ nói đây đó, trong nguyên văn tiếng Hebrew có nghĩa là truyền định.
nói, bảo, nghĩ, bắt cho cái đó, điều mình nói phải nghe lời mình. Jeremy 1 câu 9 đến câu 10, Chúa nói về ông Jeremy thế này: Chúa giơ tay rờ miệng tôi và Chúa phán với tôi: Này, ta đã đặt lời ta trong miệng con, ngày nay ta ban cho con quyền trên các dân các nước để đứng đốc phá sập, để quỷ diệt và lật đổ, để xây dựng và tôn trọng. Chúa sẽ đại chúng ta như những gì của mình chúng ta nói. Chúng ta muốn nó đi lên thì lên, nó đi xuống thì đi xuống, nó có thành công thì thành công, nó có thất bại thì thất bại. Chúa cho chúng ta cái thẩm quyền để nói được. Nếu ai nhớ cái hội thánh của chúng ta trước đây, tôi ở nhà bà Thắm và có một cây đu đủ, trồng cái đu đủ đực. Và chúng ta biết đu đủ đực nó chỉ ra bông thôi, không ra trái. Sáng sớm tôi ra bộ ra ngoài để cầu nguyện, tôi nói này: Nhân danh Chúa Giêsu, mày không phải là cây đu đủ đực, mà là cây đu đủ trái, mày sẽ ra trái. Tôi nói gì đây? Quý vị biết gì xảy ra? Tôi ra tôi nói một thời gian tôi đi trực giáo xong rồi về tôi gom đi, bắt đầu ra trái. Ông bà Thắm đây biết. Chúa cho chúng ta phép lạ ở trong miệng của chúng ta. Chúa cho chúng ta phép lạ trong sự suy nghĩ của chúng ta. Quý vị muốn nghèo thì cứ suy nghĩ mình nghèo, cứ suy nghĩ mình thiếu, cứ suy nghĩ mà tôi không khả năng với con người. Quý vị cứ suy nghĩ vậy đi, quý vị sẽ nghèo trong thân. Nhưng quý vị suy nghĩ là mình giàu có, mình tin mình Chúa ban phước cho mình làm cái việc gì mình cũng thành công hết. Quý vị tin vậy thì quý vị sẽ có như vậy. Đổi sự suy nghĩ, đổi cuộc đời. Kinh Thánh cho chúng ta biết hắn suy nghĩ như thế nào thì hắn là thế ấy. Jeremy đoạn 15 câu 19 thần Chúa phán: Nếu con ăn năn quay về, ta sẽ nhận con lại cho con đứng trước mặt ta. Nếu con nói lời quý giá thay vì lời thấp hèn, con sẽ trở nên giống như miệng ta. Chúng ta phải quay về với con, nhưng con không được quay về với chúng. Tiên tri Jeremy là người Chúa gọi và Chúa trong miệng của con, ta sẽ dùng cái miệng con sẽ đứng cấp, vung trồng, quỷ diệt, lật đổ. Nhưng mà trong lúc nào đó ông Jeremy không còn như vậy nữa, và ông đã trở thành một người nói những lời tiêu cực. Và Chúa nói: Nếu con muốn ta sử dụng con thì đừng nói lời thấp hèn nữa. Thì khi con nói những lời mà cao trọng thì con trở nên môi miệng con, miệng của con trở thành miệng của ta. Một sư Reha bên thì ông nói một lần, Chúa nói thế này: Mỗi lần mà ta dùng con nói một điều gì, không có chỉ ta nói mà chính ta nói vào con, bắt đầu nó trở về. Hãy nói vào cả mình, hãy nói: Chúa, năm nay cuộc đời con ra cuộc đời bình an, gia đình con hạnh phúc, con cái con ngoan ngoãn. Nó nghe lời, hãy nói cuộc đời, hãy nói cho gia đình của mình rằng: Chúa không, Chúa, cuộc đời con là cuộc đời của phép lạ, cuộc đời con là cuộc đời giàu có thịnh vượng để trở thành vô phúc. Hãy nói với con cái con là: Con là đứa ngoan, ba mẹ tin rằng Chúa dùng con sẽ hướng trở lên vĩ đại. Hãy nói như này. Và chúng ta muốn có điều này, chúng ta phải loại bỏ những suy nghĩ, những cái thông tin của mạng xã hội ngày nay đang đi vào trong tâm trí chúng ta. Bởi vì trong trí của chúng ta không thể nào mà có lời Chúa và có thời gian cùng lúc được. Nếu chúng ta muốn có phép lạ, Kinh Thánh cho chúng ta biết. Cô tôi biết, cô tôi gì là 4:13. Bởi có một cùng một lòng tin như đã chết, tôi đã tin nên tôi nói, cũng vậy chúng tôi tin nên tôi nói. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ai tin thì nói, ngày hôm nay chúng ta tin nên chúng ta nói. Giô-ôn đoạn 3:10 là: Hỡi kẻ yếu, nói tôi mạnh mẽ. Nhớ bài hát không? Để kẻ yếu nói tôi được mạnh, để kẻ khó nói tôi được giàu, kẻ đôi mắt nói tôi được lành, vì Giê-xu đấng ban cho tôi. Cho nên người ngoài nó nhìn chúng ta là cái người điên, nhưng không điên đâu. Chúng ta là người siêu nhiên, chứ không có điên.
Kinh Thánh nói cho chúng ta để làm sao chúng ta có thể nói ra những lời phép lạ. Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 34: các ngươi vốn là xấu, làm sao nói được điều tốt? Vì có đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra. Khi cái lòng chúng ta đầy dẫy cái gì, miệng chúng ta mới nói. Nếu lòng chúng ta đầy dẫy cái sự yêu thương, chúng ta sẽ nói ra cái lời yêu thương. Lòng chúng ta đầy dẫy sự cay đắng, chúng ta sẽ nói ra sự cay đắng. Lòng chúng ta đầy dẫy cái sự tốt lành, chúng ta sẽ nói ra cái sự tốt lành. Đời sống chúng ta đầy dẫy thánh linh của Chúa trong đời sống ta, đầy dẫy đức tin trong đời sống ta, thì chúng ta nói gì thì nó xảy ra. Chúng ta ngồi con người thứ ba, đó là David. David trong thời đó có một tên khổng lồ gọi là Goliath, và ông thách thức dân sinh, bất cứ ai trong dân sinh ra đấu tại đôi ông ta, và nếu đấu thắng thì dân phi tinh sẽ làm nô lệ cho dân Israel. Còn nếu dân sinh cũng người mà đại diện Israel ra đối diện thua thì dân sinh sẽ làm nô lệ cho người phi tinh. Và nguyên cả dân sinh không có ai dám ra cả, ngay cả vua Sa-lơ qua chúng ta cả. David đi ra và nghe và hỏi là nghe cái tin Israel này, tin cái tin này bữa dân Israel, và ông là tên này là ai mà dân nhục mạ dân của Đức Sơn ta. Mấy người kia không được lên, ngay cả anh của ông nó mày là ai mà không lo chăn chiên cái nhà, bỏ chiên cái này vào đây. Chúng ta nên, nếu chúng ta muốn sống đời sống tích cực, chúng ta muốn sống đời sống đức tin, sẽ có những người đến gần chúng ta và sẽ làm cho chúng ta được tích cực. Chúng ta muốn sống đời sống của đức tin, muốn thấy dấu kỳ lạ là sẽ có những người nói những câu nói và làm cho đức tin chúng ta đương mạnh mẽ lên để xìu xuống rồi. Ngày hôm nay chúng ta đi nhà thờ, chúng ta nghe những người đức tin, chúng ta thấy rất lạ, trở về nhà gần với những người nào nó tích cực, chúng ta xìu xuống rồi. Do đó chúng ta cần phải làm gì? Quay mặt đi cho khác, quay qua người cái bên, quay mặt ra khỏi những người tích cực, quay ra khỏi. Chúng ta muốn có thêm hoàn, chúng ta phải gặp những người tích cực, gặp những người có đầy lửa để sống đức tin. Đôi lúc khi mà tôi gặp ông vua Sao lô nghe David đi nơi này nơi nọ và hỏi ai mà giết tên phi tinh này sẽ được gì? Sao lô mở vô và Sao lô nói rằng sao con lại giết được cái tên này? Đức Chúa Trời đấng tôi tin đã giúp tôi giải cứu và chiên ra khỏi sư tử và gấu, thì Ngài cũng giúp tôi thoát khỏi tay tên phi tinh này. Đức Chúa Trời những gì đã tin trong quá khứ, những gì quý vị cầu nguyện Chúa đã trả lời. Thì ngày hôm nay Ngài vẫn còn đó, Ngài vẫn sống và Ngài vẫn trả lời, Ngài vẫn lắp đất lại chúng ta. Ngài nhắm lời như trước đây như nào thì ngày hôm nay và Ngài vẫn muốn nhận lời của chúng ta như vậy. Đừng nghĩ ra nữa, đừng để những người tiêu cực, những tiếng nói tiêu cực ảnh hưởng cho đời sống chúng ta. Và David được vua Sao-lơ cho áo con, một ông tăng nhỏ con cho mấy người nhỏ con mạnh lắm à. Đừng có thường với người lớn con, giống như ít hiển gì đó chút xíu gì mà cài đó quay qua cái đồng tôi nhỏ con nhưng mà tôi cài đó. Thì rất bước ra gặp Goliath với nguồn vũ khí ông cầm trong tay. Kinh Thánh cho biết là ông cao 2 thước mấy và đi trước ông có một cái tên cầm khiên giáo cho ông đi rồi. David nói rằng ngươi đến với ta bằng vũ khí do con người làm ra. Ở đây đến bằng vũ khí, ở đây ngươi đến với ta bằng vũ khí con người làm ra, nhưng mà lại đến chống nghịch ngươi bằng quyền năng, bằng danh của Đức Sơn Ba. Chúng ta nghe câu chuyện đó ở đây, và khi một điều gì xảy ra, Kinh Thánh cho tôi biết là khi mà tên Goliath còn đi tới thì nó phải làm gì?
David không chỉ đi mà ông chạy tới. Ông lượm dưới cái khe năm cái đá mà ông bỏ ông ra, ông quay đi vô nữa, ném được thôi đá. Và đến tối trước khi ông ném lên là hôm nay ta sẽ ban thi cho ngươi, cho thú đồng, ta sẽ chặt đầu ngươi. Nhân kỹ đây, câu hỏi là vô đá chết lúc nào? Có là chết lúc mà David quay cái trận đá là cứng trắng không? Goliath chết từ lúc miệng của David nói ra, mẹ ra ta sẽ ban thay cho mình, cho chúng con. Goliath chết từ lúc miệng của ông nói ra, ta sẽ chặt đầu ngươi. Và cả dân Israel và cả đại quân trên thế giới nhận biết rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chứ không phải lúc nó đang chết đâu. Lúc mà ông tin xác với trong đầu và biết rằng Chúa sẽ ban cho tên này cho mình. Lúc ông công bố cái miệng ông ra và ông chạy tới không sợ hãi, không nghi ngờ, ông chạy tới, rồi lúc đó ông chiến thắng. Anh em bắt đầu ngày hôm nay những khó khăn, những nan đề trong đời sống của mình, đừng có chạy trốn, chui vô cũng khóc lóc nữa. Hãy tin nơi Đức Chúa Trời, tin cậy nơi Chúa, không nghe tư cực, không nghi ngờ. Đối với gì với bất cứ nan đề nào khổng lồ, hãy tin rằng Chúa ở với mình, Ngài cầm tay mình. Đó là không cần một vũ khí trong tay, ông ta chỉ sử dụng những gì ông có trong tay là cành đá đá và cục đá dưới đất thôi. Những gì bình thường trong tay của những người tin cậy Đức Chúa Trời là dấu kỳ phép lạ. Tăng cường trong tay của chúng ta. Tay không có gì đâu, nhưng mà đặt tay cho người bệnh. Chúa nói là đặt tay cho cái đau, kẻ đau sẽ được lành. Amen. Bắt đầu ngày mai hãy trở về. Đặt tay trên cái xe tôi hư, mà trước khi tôi chạy xe tôi hư. Tôi đặt tay trên xe. Và Chúa cho lĩnh xe chạy. Lần kia tôi chạy trên phim quê, chở một xe hàng khổng lồ trên xe phim quê và hết xăng. Mình xăng nó hết rồi, nó bắt đầu xuống đỏ rồi, mà chạy phim quê từ Canada chạy về. Và tôi giữ cái vô tôi trực nhớ là một con đổ xăng. Tôi đặt tay lên cái đồng hồ xăng, tôi nhấn lên cái xu mà sẽ không hết xăng. Có gì biết chuyện gì đâu, tôi chạy về cái shop, tôi xuống hàng xong rồi, tôi đổ xăng. Và bình thường tôi nhớ lúc đó bình thường đổ về mình xăng là khoảng 50 đô, mình xăng xe tải 50 đô. Lần này tăng lên 20 đô. Chứ một người nữa. Ôi vang cơ bông, cuộc đời tôi là dốc kỳ mà kết quả. Cuộc đời tôi là dốc kỳ mà kết quả. Không sợ hãi, sẵn sàng đối diện với kẻ thù. Và cuối cùng chúng ta nghe câu chuyện của Führer và Giang. Führer và Giang lên đền thờ và ông hai người đi cầu nguyện. Trong công vụ đoạn 3, khi họ đến đền thờ cầu nguyện thì có một người bại ngồi nơi cửa đẹp. Người này bị bại từ thuở sinh ra ngồi nơi cửa đẹp. Và cái người bại này, anh sinh này, nó giơ tay lên nói với, nhìn vào ông thấy hai người này và xin cho chút gì đó. Và Führer nhìn ông này và ông nói cái này: tôi không có vàng bạc gì cả. Trước khi ông nói là Führer Giang tôi bốn này, và Führer Giang nhìn thẳng vào anh rồi nói: hãy nhìn vào chúng tôi, hãy nhìn vào chúng tôi. Tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho. Những điều tôi có là cho anh. Rồi ông nói gì? Nhân danh Đức Chúa Giêsu người Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Phi-rơ nắm lấy tay phải anh và đỡ dậy, lập tức hai bàn chân và mắt cá anh trở nên cứng vững. Anh đừng nhảy lên, đứng thẳng và bước đi cùng hai ông vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ca ngợi Đức Chúa Trời. Tất cả dân chúng thấy anh ta bước đi và ca ngợi Đức Chúa Trời. Tôi muốn nói chúng ta đã đến lúc quý vị có thể nói cho người khác: hãy nhìn vào tôi. Anh có năng lực, hãy nhìn vào tôi.
danh của Chúa Giêsu, tôi có quyền năng của Chúa Giêsu, tôi sẽ dâng danh Chúa đi anh tin, tôi xin dâng danh Chúa và anh sẽ thấy cách làm. Kinh thánh cho chúng ta biết ở trong Ê-sai 60 như thế này, Kinh thánh cho chúng ta biết Ê-sai 60 nói rằng hãy đứng dậy và hãy được trỗi dậy và lòa sáng bên ánh sáng của người đến, vinh quang của Chúa chiếu rọi trên người. Và Kinh thánh cho biết rằng các dân các nước sẽ đến cùng người. Khi chúng ta đứng lên, chúng ta lòa sáng, khi chúng ta đứng lên và chúng ta tin rằng Chúa sẽ đem người khác đến với chúng ta và sẽ tìm chúng ta, bởi vì chúng ta là câu trả lời cho người khác. Amen. Chúng ta phải là câu trả lời cho người thân, trong gia đình của chúng ta, trong dòng họ chúng ta. Và họ biết là khi họ khóc lóc, họ điều gì không giải quyết được, họ biết đến với chúng ta, họ tìm chúng ta, họ gặp được Chúa, họ tìm chúng ta, họ thấy được phép lạ. Quay qua người bên chỗ nhà, hãy nhìn vào tôi, mai mốt anh sẽ thấy phép lạ. Hãy để cho khác nhìn vào chúng ta. Bất cứ họ gì họ cần, chúng ta sẽ là câu trả lời cho người đó. Anh em, hãy chuẩn bị bước vào thời kỳ của giáo kỳ các bạn. Hãy biết rằng chúng ta ở nơi nào thì nơi đó Chúa sẽ làm giáo kỳ các bạn cho chúng ta. Anh em, chúng ta đứng lên. Đại cha con đến với ngày này trong danh của Chúa Giêsu Christ. Con tin là quyền năng của Chúa vẫn còn đang hiện hữu ngày hôm nay. Con tin là ngày hôm nay Ngài muốn sức dầu cho chúng con để con bước đi trong dấu kỳ một cách lạ. Ngài muốn sức dầu cho chúng con ngày hôm nay để con đi ra và bày tỏ năng quyền của Ngài để đem nhiều người được cứu. Ngài muốn bày tỏ dấu kỳ cách lạ hôm nay cho con để cho thấy những người bệnh tật được chữa lành, những người nghèo, những người nghèo khó nhưng gặp những nan đề, những khó khăn được giải cứu. Và Chúa ơi, giờ này con cầu nguyện cho mỗi bà chúng con giờ này. Hãy đến với Chúa và nói rằng con khao khát được phép lạ của Ngài. Hãy đến nói Chúa ơi, Chúa ơi, con muốn cuộc đời con là người đi làm phép lạ. Vô kỳ. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.